Chỉ chưa đầy 2 tháng, nhưng đã có hơn 1.000 trẻ nhập viện tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương vì mắc cúm A. Ở những bệnh viện khác cũng trong tình trạng tương tự. Đây là thời điểm mà cúm A vào mùa, bệnh nhân tăng lên từng ngày, trong đó đã có nhiều ca biến chứng nặng. Các bác sĩ cho biết, cúm A là bệnh lành tính, nhưng trong nhiều trường hợp vì điều trị sai cách sẽ dẫn đến những biến chứng. Ngoài những biến chứng gây viêm phổi, viêm não, Thời gian gần đây cũng xuất hiện những ca biến chứng sang viêm cơ tim. Bệnh nhi bị viêm cơ tim sau cúm thường sốt cao, đau ngực, bụng buồn nôn, nhịp tim nhanh và tử vong đột ngột. Bên cạnh đó, lại xuất hiện tình trạng người dân tự tìm mua dự trữ thuốc Tamiflu để điều trị cúm A vì lo ngại sẽ hết thuốc khi bệnh nhân gia tăng. Các bác sĩ cảnh báo đây là việc làm tuyệt đối không nên vì sẽ vô cùng nguy hiểm khi tự ý sử dụng thuốc.